Kính chào quý vị và các bạn. Mưa dông đã xảy ra trên diện rộng trong ngày hôm qua đến sáng sớm nay tại các tỉnh miền Bắc nước ta, khiến nắng nóng chấm dứt. Trong ngày mai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 22 đến 25 độ vĩ Bắc duy trì, kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh, nên tại Bắc Bộ mưa sẽ xảy ra nhiều nơi, nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 33 độ. Từ ngày 10 đến sáng ngày 12 tháng 8, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ là từ 100 đến 200mm, riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, cục bộ trên 200mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm, bà con vùng núi cũng nên cảnh giác với lốc, sét, gió mạnh và ngập úng cục bộ, sạt lở đất đá vùng trũng thấp. Đến với các tỉnh miền Trung nước ta, trong ngày mai, nắng nóng vẫn duy trì và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết nắng nóng kéo dài tại Trung Bộ dễ khiến cho cơ thể dễ bị sốc nhiệt với biểu hiện như là đau nửa đầu, buồn nôn, nóng bừng mặt, nặng hơn là sốt cao, chóng mặt, ngất xỉu, rối loạn nhịp tim. Khi thấy những hiện tượng như trên thì cần đưa nạn nhân vào chỗ thoáng mát, bỏ bớt quần áo, uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát ở vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da. Nếu nạn nhân hôn mê thì cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất và chườm mát liên tục. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 24 giờ tới, có mưa rào và dông xảy ra vào cuối ngày. Ban ngày sẽ có những khoảng nắng gián đoạn và giảm mưa. Nam Bộ khả năng sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to, đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Về nhiệt độ thì trưa chiều phổ biến ở mức là 29 đến 32 độ ở Tây Nguyên, còn Nam Bộ nhiệt độ là 31 đến 34 độ. Trên biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, mưa phổ biến ở diện vài nơi, ngày nắng. Vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, gió Tây Nam đến Nam có cường độ cấp 4, cấp 5. Thông tin trên đã kết thúc bản tin chung của chúng tôi ngày hôm nay. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Rực cháy Thường Châu huy chương vàng SEA Games ơi, thể thao bắt mọi trend hòa nhịp mọi cuộc chơi, livestream muôn lối từ mặt đất xuyên bầu trời. Bạn tới đâu, data vina tới đó, nguồn data vô hạn dẫn đến bạn điều hay. Bạn tới đâu, data vina tới đó, cuốn nội dung bạn mê cùng lớp nhanh cực về yo. Gói cực đỉnh mới của Vinaphone gọi thả ga 60GB tốc độ cực đỉnh. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng lốc, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ.
Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,8 đến 1 mét, thấp hơn báo động 1 từ 2 đến 2,2 mét. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,95 đến 1,15 mét, thấp hơn báo động 1 từ 1,35 đến 1,55 mét.